Chào các bạn nhé, đây là lá dứa mình đang phơi khô này. Để làm trà rất là thơm ngon nhé. Phơi khô tự nhiên thì ánh nắng mặt trời nhé. Ai muốn mua thì liên hệ với mình là 0866 137 811. Bó như này rất là đẹp. Quá đẹp luôn. Lá dứa này có thể là kết hợp để nấu đồ xôi này, hay làm những mùi vị khác này, hoặc là màu này, hoặc có thể kết hợp để nấu trà sâm dứa nhá, hoặc các loại trà khác nhau.